thuyết pháp mạnh nhất thế gian, tôn giả Phú Lâu Na. 1. Người đầy ắp tình thương. Đối với đệ tử Phật, việc tu học để thoát ly sinh tử cố nhiên là quan trọng, nhưng việc hoằng dương chân lý, thuyết pháp độ sinh cũng quan trọng không kém. Có một người đã cắt bỏ được sợi dây ràng buộc của gia đình để sống theo tăng đoàn của Đức Phật và cống hiến trọn cuộc sống của mình cho công cuộc hoằng dương Phật Pháp. Luôn luôn đem nhiệt tình và lòng từ bi trải khắp chúng nhân, không bao giờ chán nản hay thất vọng trước những nghịch cảnh của thế gian. Đó là tôn giả Phú Lâu Na. Hoằng pháp là một công tác vô cùng khó khăn, vì nó đòi hỏi người thực hiện công tác phải có đầy đủ cả hai yếu tố quan thiết là khế lý và khế cơ. Trong hàng ngàn đệ tử của Đức Phật, Phú Lâu Na đã chứng tỏ không những là có đầy đủ hai yếu tố quan thiết đó, mà còn có cả những đức tính đặc biệt khác nữa, cho nên đã được tôn xưng là người có tài thuyết pháp đứng vào bậc nhất. Khả năng đó đã được hàm chứa trong tên gọi của tôn giả. Thật ra, tên của tôn giả rất dài. Phú Lâu Na chỉ là tên gọi vắn tắt của Phú Lâu Na Jidalani Tử. Cái danh hiệu dài dằng dặc ấy chính là tượng trưng cho tài thuyết pháp của tôn giả, kéo dài vô tận, như núi cao, như nước chảy. Nó bộc lộ nhiệt tình vô biên, lòng từ vô cùng. Cho nên, nếu được dịch ra thì danh hiệu ấy của tôn giả có nghĩa là người đầy ắp tình thương, mãn từ tử. 2. Quả vị sau khi xuất gia. Phú Lâu Na ở trong một gia đình đầy đủ hạnh phúc, tuy không phải là giàu sang bao trùm thiên hạ nhưng cũng thuộc vào hạng có tiếng tăm của xứ Ấn Độ thời bấy giờ. Tôn giả rất được cha mẹ yêu quý, cưng chiều, nhưng vì sớm ý thức được rằng tài sản vật chất cũng như tình thương yêu gia đình đến một ngày nào đó cũng sẽ mất mát, cách chia, và quan yếu nhất cho đời người là phải tìm cho được một thứ tài sản cao quý, vĩnh cửu, đó là chân lý. Cho nên tôn giả đã quyết chí cắt bỏ sợi dây trói buộc thế gian, quy y theo Phật, phát nguyện đem đời mình phụng sự cho công cuộc phát huy chân lý. Với quyết tâm ấy, sau khi xuất gia không lâu, tôn giả đã chứng A-la-hán quả vị cao nhất của hàng thanh văn, dứt trừ hết mọi phiền não, thoát ly sinh tử, có thể vận dụng thần thông để đi hành hóa khắp nơi một cách tự tại. 3. Được Phật thọ ký. Một lần nọ, trong một buổi pháp thoại, Đức Phật đã thuật rất nhiều chuyện về những nhân duyên của nhiều tiền kiếp xa xưa. Những câu chuyện này đã làm cho Phú Lâu Na vô cùng xúc động. Tôn giả liền đứng dậy, sửa áo lại cho ngay ngắn, đến trước Phật, đảnh lễ, rồi với tâm lòng đầy thành kính, tôn giả đứng yên lặng chiêm ngưỡng từ nhan của Phật. Trong giây phút thiêng liêng ấy, tôn giả quả thực nhìn thấy rõ ràng công đức cao vời vợi của Đức Thế Tôn mà ngôn từ thế gian không thể nào diễn tả đầy đủ được. Tôn giả chỉ biết dùng hai tay đập vào ngực mình để mong Đức Phật soi thấu được tâm nguyện của mình. Thật giống như dùng tâm ấn tâm, Đức Phật quả nhiên đã thấu rõ tâm trạng thầm kín của Phú Lâu Na. Ngài khai thị: Phú Lâu Na, thầy là người tu học tinh tấn, không khi nào giải đãi, lại luôn luôn tùy lúc, tùy nơi, đã từng giúp Như Lai hoằng dương chánh pháp. Ở trong bốn chúng đệ tử của Như Lai, thầy đã từng giáo hóa, khai thị, làm cho mọi người được nhiều lợi lạc. Biện tài thuyết pháp của thầy đứng vào bậc nhất. Trải qua vô lượng kiếp về sau, thầy sẽ thành Phật ngay tại thế giới này, và Đức Phật ấy sẽ có danh hiệu là Pháp Minh Như Lai. Lời thọ ký của Đức Phật đã đem đến cho Phú Lâu Na niềm pháp hỷ vô biên và lòng cảm kích sâu xa không cùng. Tôn giả cung kính đảnh lễ Phật, đi nhiễu ba vòng, rồi trở về chỗ ngồi, trong khóe mắt còn long lanh những giọt lệ xúc động. Nhưng sự kinh nghi của đại chúng đã không ngoài dự liệu của Đức Phật, cho nên Ngài liền dạy: Này quý thầy có hiểu được sự việc Như Lai mới vừa thọ ký cho thầy Phú Lâu Na không? Chỉ vì thầy thuyết pháp rất giỏi mà trong tương lai nhất định sẽ thành Phật ngay tại thế giới này, hiệu là Pháp Minh Như Lai. Quý thầy cũng nên khen ngợi Phú Lâu Na là người đứng đầu trong số những thầy có biện tài thuyết pháp trong tăng đoàn. Phú Lâu Na đã thâm nhập biển pháp mênh mông của Như Lai, có thể đem lại lợi ích cho tất cả chúng bạn cùng tu học. Có thể nói rằng, trong pháp hội, trừ Như Lai ra, không ai có thể so sánh được với Phú Lâu Na về biện tài ngôn luận xảo diệu. Hơn nữa, quý thầy cũng nên biết rằng, Phú Lâu Na không phải chỉ giúp Như Lai tuyên dương chánh pháp, mà sự thật, trải qua 90 ức cõi Phật trong quá khứ, thầy cũng đã từng giúp các đức Phật tuyên dương chánh pháp, và cũng đều được khen ngợi là người thuyết pháp số 1.
xin quý thầy hãy cùng nhìn về Phú Lâu Na và hãy tự làm cho mình tiến bộ như vậy. Tôn giả Phú Lâu Na được Đức Phật thọ ký đã là một sự kiện vinh diệu tột cùng. Dù có đem mũ kết bằng ngọc anh lạc đội lên đầu cũng không thể bằng được. Vì kể từ giờ phút đó, tôn giả đã chân vào địa vị tôn kính của một bậc đạo sư rồi vậy. 4. Nước Phật đời vị lai. Trong tương lai, tôn giả Phú Lâu Na sẽ thành Phật. Lúc đó, nếu có công năng và đầy đủ duyên lành, mọi người đều có thể phát nguyện vãng sinh về quốc độ của Ngài để tu tập. Hình trạng của quốc độ ấy như thế nào? Đức Phật dạy, quốc độ của Đức Pháp Minh Như Lai lúc ấy, địa thế bằng phẳng, không có núi khe lồi lõm, cũng không có gai góc sỏi đá. Các thứ châu báu như vàng bạc châu ngọc trải đầy mặt đất, đền đài lầu gác đều cao đến mây xanh. Trong thế giới đó không có các cảnh giới khổ đau như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Người sinh về đó đều là hóa sinh, phi hành tự tại, không có ý niệm về dâm dục, không có ý niệm về ngã và những gì thuộc về ngã. Tất cả mọi người đều có được các tiện nghi và nhu cầu một cách tự tại. Trong quốc đó cũng không có những ngăn cách hạn hẹp về chủng tộc của con người, không có sự phân biệt mạnh yếu, không có oán ghét, hận thù, lường gạt, cưỡng đoạt và xâm chiếm, không có tranh chấp hơn thua, không có chiến tranh. Tất cả mọi người đều sống với nhau trong tinh thần hòa hợp, tôn kính và ngợi khen. Bởi vậy, thế giới này lúc đó không còn có tên là Ta Bà mà là một thế giới trong sạch, thuần thiện, giống như thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Những điều Phật dạy là hoàn toàn chân thật, bởi vì tôn giả Phú Lâu Na đã dùng chính cái công đức thuyết pháp của mình để trang nghiêm cho nước Phật ấy. Đó cũng chính là thành quả quý báu đạt được của một người đã trải qua vô số kiếp tận tụy cho công việc tuyên dương chánh pháp. 5. Lời khuyên chân thành. Phú Lâu Na hết sức nhiệt thành đối với công việc hoằng pháp là chính vì để giải thoát sinh tử và cứu độ chúng sinh, tuyệt đối không vì tham cầu danh lợi. Bởi vậy tôn giả rất lấy làm buồn lòng khi thấy có những vị đệ tử Phật mình mặc áo pháp, nhưng cách sinh hoạt của họ hoàn toàn không vì Phật pháp mà chỉ vì lợi lộc bản thân. Nguyên nhân là vì lúc bấy giờ uy tín của Phật và tăng đoàn đang tỏa rộng khắp nơi, cảm hóa được các vị quốc vương đang trị vì các vương quốc trong bán đảo Ấn Độ. Sau khi quy y với Đức Phật, nhiều ông vua đã hạ lệnh phàm những người phạm tội đại hình không thể tha thứ, nhưng nếu chịu quy y theo Phật gia nhập tăng đoàn sống đời xuất gia thì tội dù có nặng đến đâu cũng được sám miễn. Tuy biết rằng sự việc ấy sẽ khiến cho tăng đoàn thanh tịnh của mình sẽ trở thành một nơi rồng rắn hỗn tạp, nhưng vì lòng từ bi vô biên như biển cả chứa nước từ trăm sông, thấy tội nhân đau khổ không thể nhẫn tâm không cứu độ, cho nên Đức Phật đã chấp nhận cho họ xuất gia. Từ đó, trong tăng đoàn mới trộn lẫn những phần tử kém đức hạnh, không có việc xấu gì mà không làm. Họ lợi dụng thánh đức của Phật để mưu cầu danh lợi, thậm chí họ còn dám làm cái hành động tệ hại nhất là đem Phật mà buôn bán. Đối với hạng tỳ kheo này, tôn giả Phú Lâu Na vẫn thường hay dùng lời ngay thẳng để khuyên bảo: "Thưa chư huynh đệ, chúng ta không thể nào làm các hành động đi ngược lại với lời dạy của Đức Thế Tôn. Chúng ta không thể khuyên mọi người bố thí trong khi chính chúng ta lại ham thích và cất giữ tiền bạc cho riêng mình. Không thể nào, trong khi bảo cho mọi người biết cái hại của năm dục đối với thân tâm họ thì chính chúng ta lại vui thú và tự trói buộc mình trong ao tù năm dục. Chúng ta rất may mắn có được Đức Thế Tôn làm thầy, thì phải thấy rằng đó là duyên lành ngàn đời khó gặp. Cho nên bất cứ việc làm nào của chúng ta cũng không được trái nghịch với giáo chế của Đức Thế Tôn, không được để phạm vào các giới điều, quy củ của Đức Thế Tôn. Điều tối kỵ là chúng ta không bao giờ làm cho mọi người mất lòng tin nơi Phật Pháp. Sở dĩ chúng ta được xuất gia học đạo là vì Đức Thế Tôn từ bi, muốn cho chúng ta có cơ hội để sám hối diệt tội. Vậy, nếu chúng ta không chịu nương theo giáo Pháp để lấy lại ánh sáng, không yêu mến tăng đoàn, không nhiệt tâm với việc hoằng pháp lợi sinh, thì dù Đức Thế Tôn có vì lòng từ bi mà thu nhận chúng ta trong lúc này, rồi thì trong tương lai chúng ta cũng đem lại cho chính mình được gì tốt đẹp. Đức Thế Tôn thường dạy, con người đừng sợ tội lỗi, có lỗi mà biết sửa lỗi thì tức khắc trở thành người trong sạch. Dù là một người thật tầm thu ong trong tăng chúng, điều đó cũng không lấy gì làm quan hệ. Nhưng nếu là một kẻ chỉ biết tự tư tự lợi, hành động không cần biết tới đại chúng, không đếm xỉa gì đến lời dạy của Đức Thế Tôn thì nguy hiểm vô cùng. Vì đồng với chư huynh đệ cùng thờ một thầy, cùng học một thầy,
mà tôi xin chân thành thưa những điều trên cùng chư huynh đệ. Dù chư huynh đệ có đánh mắng tôi thì cũng không quan hệ gì, chỉ cần làm sao cho Phật Pháp được hưng thịnh, cho chúng sinh được lợi lạc. Tôi mong mỏi từ nay chư huynh đệ sẽ phát tâm tu học chân thành, luôn luôn y theo giáo huấn của Đức Thế Tôn mà thực hành. Phật biết rõ Phú Lâu Na là người như vậy, cho nên cũng thường khen ngợi. Trong tăng đoàn, tôn giả là người biết khuyên bảo và khai hóa. 6. Muốn cho Phật Pháp được truyền bá khắp nhân gian. Phú Lâu Na là người thâm trầm, thường ngày làm việc gì cũng rất cẩn trọng. Đối với người nào hay việc gì xảy ra trong tăng đoàn, tôn giả đều đắn đo, suy nghĩ chín chắn nhiều lần mới dám bày tỏ ý kiến. Chỉ riêng đối với công việc hoằng pháp thì rất mau mắn, nhiệt tình. Bất cứ có được cơ hội nào để gieo rắc hột giống bồ đề là nhất định tiến tới, không cần biết đến đắc thất hay lợi hại cho cá nhân mình. Trong tăng đoàn, số người phụ giúp Phật công việc hoằng pháp độ sinh cũng nhiều, nhưng kể số người chịu khó lặn lội trong nhân quần xã hội để bố giáo mà không mong cầu lợi dưỡng, không sợ ma nạn, không sợ khó khăn khổ nhọc, thì ít ai sánh được với Phú Lâu Na. Có một số quý vị, tuy theo Phật học kinh luận đầy đủ, nhưng đối với chúng sinh thì không đủ từ tâm và nhiệt tình. Họ không quan tâm đến nỗi khổ sinh tử của người đời, mà cứ tự giam mình trong tháp ngà tự mãn. Lại có một số quý vị khác, đã không nhiệt tâm đối với sự nghiệp độ sinh mà lại còn để bị vướng xã hội bằng những giao tình trái đạo. Đối với cả hai hạng người này, tôn giả không bao giờ làm ngơ. Một hôm trên đường hành hóa, khi đi ngang qua một khu rừng tịch mịch, tôn giả trông thấy một số vị tỳ kheo đang ẩn cư tu hành ở trong đó. Tôn giả đến trước họ, cung kính chắp tay: "Thưa chư vị đại đức, đã lâu tôi được biết chư vị ẩn cư trong chốn núi rừng, không để cho mình bị chìm nổi theo thế tục. Nhân cách của chư vị thật thanh cao, tôi rất lấy làm kính ngưỡng. Nhưng tôi cũng được biết rằng chư vị còn là những sứ giả vâng theo từ mệnh của Đức Phật để đi giáo hóa mọi nơi. Tại sao chư vị không đến với nhân quần xã hội để cứu độ chúng sinh?" Các vị tỳ kheo ấy vừa thấy thì biết ngay đó là Phú Lâu Na. Họ rất vui mừng, liền mời ngồi, rồi đáp lại: "Thưa đại đức, chúng tôi cũng đã từng đi bố giáo các nơi, nhưng chúng sinh thật là khó hóa độ. Đức Thế Tôn bảo chúng ta đem pháp vị cam lộ ban phát cho người đời, nhưng họ lại cho đó là gì dơ bẩn không thể nếm được. Họ ngu si, ương ngạnh, cố chấp và chỉ lo mê đắm trong biển dục vọng. Họ chỉ biết sát sinh để cúng tế quỷ thần cầu phước mà không biết rằng họ đang tạo ra những nghiệp nhân cho ác đạo. Chúng ta cố đưa cánh tay từ bi ra để cứu vớt, nhưng họ nhất định không chịu ngoảnh đầu ngó lại. Thưa đại đức, không phải ai ai cũng có thể nhất thời đi được trên con đường rộng lớn của chân lý. Hãy cứ để họ đi theo con đường của họ. Một khi họ đã gánh chịu các đầy đủ các quả báo đau khổ, và khi nào nhân duyên đã chín mùi thì tự nhiên là họ sẽ biết quay đầu trở về." Nghe qua các lời ấy, tôn giả hiểu rằng quý vị tỳ kheo này cũng đã từng gặp rất nhiều trở lực, khó khăn trên bước đường hoằng hóa, khiến cho nhiệt tâm của họ đã trở nên nguội lạnh. Tuy nhiên, tôn giả vẫn cố gắng thuyết phục và cổ lệ họ: "Thưa chư vị huynh đệ, sự nhận thức của chư vị về con đường tu tập rất chính đáng, tôi rất cảm phục. Nhưng ý kiến của chư vị về việc hoằng pháp độ sinh thì tôi thấy không được đúng lắm. Nếu Phật Pháp dễ hoằng dương và chúng sinh dễ hóa độ thì đâu cần có sự góp sức của chúng ta trong công tác ấy. Chính vì cuộc đời đầy rẫy những xấu xá dơ bẩn, và việc hoằng pháp độ sinh thì vô vàn khó khăn, và lại, cũng để báo đáp ân đức sâu dày của Đức Thế Tôn, mà chúng ta phải nên dũng mãnh, tinh tấn để thực hiện công tác to lớn và quan trọng này. Là những đệ tử xuất gia của Đức Thế Tôn, chúng ta phải lấy việc hoằng pháp làm việc nhà, lấy việc lợi sinh làm sự nghiệp, chứ không nên coi tăng đoàn là nơi lánh nạn hay viện dưỡng lão. Lại cũng không nên quan niệm rằng đã xuất gia làm tỳ kheo thi chỉ lo giải quyết những sinh hoạt của riêng mình, còn tất cả việc gì của người đời đều bỏ mặc, không cần phải để tâm tới. Nếu không hoằng dương Phật Pháp, nếu không hóa độ chúng sinh và cho rằng những công việc ấy không ích lợi gì cho mình, đó là đi ngược lại những giáo huấn của Đức Thế Tôn. Với tâm nguyện từ bi, Đức Thế Tôn sẽ không bằng lòng khi biết được chư vị có quan niệm như vậy. Một người rất nghèo khổ, đến nỗi chỉ dám xin một xu, một cách để sống qua ngày, mà chư vị bỗng đem ra tài cả vạn đồng để cho, thì người ấy có nghi ngờ cái ý tốt của chư vị hay không? Cũng như vậy,
Sở dĩ người đời không tiếp nhận được Phật Pháp là vì họ quá nghèo thiếu mà bỗng dưng chư vị đem cho họ một gia tài Phật Pháp đồ sộ, thì làm sao họ có khả năng tiếp nhận? Thưa chư vị huynh đệ, chúng ta đang ôm ấp một tình thương vô hạn, một nhiệt tình sung mãn, thì hãy đem niềm vui chánh pháp trải khắp nhân gian. Hãy đem ánh sáng trí tuệ, tình thương và oai đức của Đức Thế Tôn chia khắp cho người cùng hưởng thọ, khiến cho tự thân họ dần dần trở thành nơi tịnh độ trang nghiêm. Đó là trách nhiệm của kẻ xuất gia, không thể trốn tránh, không thể từ chối. Vậy giờ đây, Phật Pháp ở nước Bạt Gia vẫn chưa được hưng thịnh. Xin chư huynh đệ hãy cùng với tôi đến đó để hoằng hóa. Chân tình và nhiệt tâm của tôn giả đã làm cho quý vị tỳ kheo ẩn cư kia vô cùng xúc động. Họ đã hoan hỉ và hăng hái cùng tôn giả lên đường về vương quốc Bạt Gia.